chào tất cả các bạn đã quay trở lại video chơi của mình. Mình là vô đây, còn đây là em mình. Mình là Rú. Rú được chơi mát rồi cũng nghe đến từ lưu ngay. Hôm nay mình đi du lịch ở Cát Bà bằng ô tô. Nhà mình không biết ở gần Cát Bà không nữa. Mà ở nhà mình ở Hải Phòng. Nhưng mà Cát Bà không biết có xa không nữa. Chắc tận đến 12 giờ đến đi. Không. Kiểu gì cũng thế chứ không ạ? Kiểu. Bây giờ mình chuẩn bị đi đây. Get go. Tiền. Mình đang đến mép phà rồi. Cái phà kia gần với cái phà đằng kia. Như kiểu cái phà này phà 5 sao ấy. Mát đấy. Ui ơi, cô ở đây cô có cái tiền 5 sao này. Mát vãi trời. Em mình như này, em mình đang vỗ tay để đến. Ui, tắc buồng. Mình đợi nóng đấy, nhưng mà hơi mát. Nhìn hồ bơi này muốn nhảy xuống á. Nhưng mà thằng Jack ấy không muốn sao. Bố mẹ mình đến vào đây. Ở đây luôn. Mình gọi ở đây luôn. Ở đây 2 ngày thôi. 2 ngày 2 đêm. Khát nước quá. Uống nước luôn. Tắm rồi thôi. À nó vẫn mở cửa. Không phá. Vị Lan Hạ. Ui, sao nhiều tiền thế này. Các bạn nhìn đây giống bãi rác không? Giống đi. Chỗ này đẹp đấy. Đẹp bây giờ đi khá. Chỗ này rất là nhiều ghế, nhiều cây. Ghế. Ghế sofa thôi. Cảm ơn. Cái gì vậy? Khu vực chụp ảnh Face Eater. Đây mẹ mình. Em mình. Vinh, mình sẽ đi vòng quanh đây. Ở đây đi quá mỏi chân cũng giới thiệu hết rồi. Trẻ rồi, cũng có một cái bàn như kia kìa.
nhiều người đấy. Bây giờ mình ra ngoài xem mẹ mình làm gì nhá. Ra mẹ mình làm gì đây? Bóng trắng. Các bạn ơi, tên tiếng Anh của mình hồi xưa này. Đây này, check in này, check ấy. Thầy mình đặt tên cho mình bây giờ thành Chích rồi. Bây giờ là Huy. Chích là con gà đây. Để mình xem lại mình làm gì nhá. Ơi, làm gì? Những mầm xanh của biển. 1 ngọn núi, 2 ngọn, 3 ngọn núi, 5 ngọn. Dừng bay rác đi. Wow, đặt thật là đẹp. Ơi, chúng mình ở đây thôi. Chúng mình ở đây. Chúng mình ở luôn. Wow. Ui, có cả cầu kính này. Cầu kính này. Đây, buổi đêm có cái chỗ này này. Nhìn như kiểu năm 1900 bao nhiêu ấy. Thật. Nói thật không được đâu. Nhìn nữa đi. Đây, nhìn y như năm 1900 luôn. Đấy. Các bạn này, nhờ nhảy dự phòng rồi. Qua đồ han Grand Flamingo, cắt bà Von Ross, à Von Sốt. Bây giờ, mình đi get go thôi. Đây, mình đi nhận phòng nha. Được lấy giấy phòng. Bây giờ mình đi vào phòng. Đây, get go. Mập làm từ mấy cá con. 7, 3, 1, 2, 1, 3. Đây rồi, vào phòng thôi. Khám phá xem có gì nha các bạn nhá. Mình vào phòng đây, mình cất giày đã. Sao mẹ có dép mà con không có dép? Các bạn ơi, mình đang đi tất. Đây, mình cho các bạn xem nội thất trong nhà. Ui, trong nhà vệ sinh này. Oh my god, có cả bồn. Bồn tắm để mình làm. Ngồi kiểu này, có thể lặn được cơ. Thôi. Đi bơi, ở đây có đi bơi rồi. Còn phòng này thì có giường. Xin chào Nguyễn Thị Thanh Thùy, Mr. Thùy Thang. Chào tất cả. Ê, đây là tên mẹ mình này. Mr. À, Missy. Missy Vũ Thị Quỳnh. Đây, có quả bóng bay rồi các bạn à. Chắc có ai ở đây vậy. Không nhặt được bóng đâu. Ui, có cả ghế ngồi, hai cái ghế. Một bàn trang điểm. Một cái bàn để ăn cơm. Mình gói quá. Đây là phòng game. Và là game park. Vào thôi. Phải có gì cơ này. Chơi này đâu, chơi cái nào rồi. Có cả cái kia kìa, có cả xe mé. Xe mẹt le điết kìa. Ra thử đi. Xem sợ gồng, sợ xe máy lắm. Sợ đi xe máy lắm, lâu rồi chưa đi. Cái này. Cái này phải có gần tiền. Ôi bà rộng. Cái này à, phải cần su. Phải cần su cơ, nhưng mà su mua ở đâu ấy? Không có su. Ê, bây giờ mình sẽ nhặt su. Bây giờ mình mượn tiền của bố. 100.000. Chắc nhiều su lắm nhỉ. Not empty.
quả táo. Nhiều xu ấy. Con sẽ chơi trò à? Tối chơi trò thực thế ảo à, mẹ? Tối chơi thực thế ảo à? Con sẽ lấy một viên. Con chơi. Gỡ chơi trò gắp bóng ông đi. Hàm xu một người chơi nhận được 100 điểm. Mỗi lần câu cá được 10 điểm. Ồ. Bắn đầu. Trời đợi và mệt mệt cuối cùng cũng được đi vơi. Get go, mình thay quần áo. Tầng 3 đây vui đẹp quá, đi vơi á, không chơi nó không chơi.
cầm, không cầm mic ở đây rồi. Bám vào anh à? Hai em đang bám nhau. Rồi. Bơi đây, hai quay, siêu quay, quay, nhỉ? quay lại đây đi Bo ơi. Quay lại đây. Em gấu bám vào anh Bo. Em gấu bám vào anh Bo để anh Bo quay lại đây. Quay lại đây. Gấu không ra được. Gấu bơi đây nào. Ra con nói đi. Mình đang lặn đây. Con lặn nha, con lặn cho mọi người xem đi. Ôi ôi, đỉnh ghê. Mình còn non lắm. Mình còn non lắm. Mình không biết bơi, mình gì. Nên mình không biết bơi. Bạn gấu đâu nhỉ? Gấu ơi. Mẹ quay, mẹ quay mà sướng. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi cầu kính. Mẹ mình bảo đi cầu kính mà sao mình đi gần thế là cầu bình thường ta. À thật đấy, đi xem nó như thế nào. Ui cao ấy, tầng 11 nữa cao. Cao chưa các bạn? Mình đi này mình sợ lắm. Sợ nữa té quần. Có mấy chú công an dưới kia kìa các bạn ơi. Mình đang run các bạn ạ. Thực tế ảo run. Kính VR. Tí nữa mình lại quay ở chỗ trò chơi tiếp nhưng mà quay thực game. Nhưng mà quay chơi thực tế ảo. Thực tế ảo. Các bạn để ở dưới này ghê cực. Dưới này là núi. Mất núi là cái gì nữa mà bớ. Thôi cứ đi thôi. Nhìn muốn đè ra quần. Mình sẽ đi khắp tòa nhà. Các bạn ơi, ngày mai mình sẽ xuống đây. Sướng đi. Các bạn ơi, cái cầu này nó bật đèn rồi. Xem mẹ mình này. Các bạn ơi, bên này có cầu bình thường nữa này. Thử đi xem có run không? Vẫn run. Tại cầu này dài quá.
teo tẻo. Bây giờ vừa nãy mình ăn kia xong, xong ra đây chạy vừa đây mệt quá, xong rồi nhìn thấy quán tạp hóa mua đồ ăn này sang đi mua đồ ăn về để cho ăn mắt ruột. Giờ mẹ mình mua rồi kiwi chứ biết quả gì đây, quả gì không biết. Nhãn. Nhãn à? Bây giờ các bạn xem mình đi bộ về nhá. Đi bộ một đoạn mệt quá mới đến được cảng các bà. Ôi giời ơi, mà đến ngõ nhà mình luôn rồi. Ra xem có gì. Các bà xanh kìa. Hồi xưa mình thằng đi chơi Tết mình gặp thằng cái này. Thảo nào nhớ ra. Bây giờ nhớ ra. Là nhìn cái này đã nhớ là hồi xưa đi chơi Tết rồi. Mới lạc luôn cả bố mẹ. Xong mới tìm thấy. Bố mẹ khóc quá. Bố mẹ ngoài chẳng nghe thấy gì. Ê, quá đẹp, chụp ảnh đây. Cát bà xanh. Cán kiềm. Wow, rất đẹp. Bây giờ phải đi sang đường. Đi cái gì ta? Vượt qua hàng rào phiên bản một cách dễ dàng. Lại sang đường một cách khó hiểu. Bây giờ phải cần ai sang đường đây? Thôi, cứ tự đi. Đi bộ nóng quá, không có gì ăn. Thôi, vào tạm quán game ăn. À, cắm chăn đây rồi. Mình đi nhầm quán lẩu. Mình đi nhầm quán lẩu. Mình quên mất. Lại nhiều quá. Cuối cùng cũng đến. Anh ăn sô-cô-la. Mình ăn cô-cô-la. Sô-cô-la. Ui, chỗ này 2 tầng. Cô ăn kem sô-cô-la trên tập poster vậy? Trên này kia. Poster. Ngon các bạn. Sô-cô-la đánh nhau. Sô-cô-la đánh nhau. Sô-cô-la đánh nhau. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi cảm giác mạnh. Ngồi đằng sau. Bố ngồi đây. Mẹ ngồi giữa. Cảm giác mạnh. Mình được cảm giác mạnh rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, cảm giác mạnh này sợ lắm. Thế mình còn cảm giác mạnh level 100 nữa mà. Mình cứ như này. Phê phê nôi đái trong quần. Mình muốn đái quá các bạn ạ. Còn bị xinh quá ấy. Sợ vậy nè. Các bạn ơi, đi chơi về. À, cả ngày đi chơi về mệt quá. Ăn quá vui. Nhưng mà bây giờ là tối rồi, gần đêm rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi ngủ đây. Hẹn các bạn vào ngày thứ hai nhớ. Goodbye. Cho mình like nhá. Cho mình like thôi. Cuối video mình cho mình một tim. Một tim.
nhiều tim. Bài tập cho các bạn nhé.